Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục series về cái thùng ủ vi sinh phòng trừ sâu bệnh. Như trước mắt các bạn đây là cái thùng của mình đã ủ ngày 21 tháng 2 năm 2021. Thì đến ngày hôm nay là ngày 27, chúng ta đã được trải qua được 6 ngày rồi. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ kiểm tra xem cái thùng ủ này có thành công không nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ mở cái nắp ra. Đó. Đây các bạn quan sát này, cái thùng này ấy, đây, nó đang lên men rất đẹp các bạn ạ. Cái cách để kiểm tra cái thùng ủ vi sinh này có thành công hay không thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cách như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ căn cứ vào cái mùi của nó. Đây, mình đã ngửi đây cái mùi chua nhẹ, nó có mùi hơi mùi men rượu một chút ạ. Và khi mình khuấy lên ấy thì nó sẽ có nổi bọt ở cái thùng ủ. Đấy, như đây là mình chưa cần khuấy thì nó cũng đã có bọt, như các vi sinh đã tạo màng đấy các bạn, nhìn rất đẹp đúng không ạ? Đó, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là vi sinh nó đang tạo màng lại, tạo ra một cái màng sinh học rất đẹp. Ngoài ra cũng cho ta cũng có một cách kiểm tra khác nữa. Đó, bằng cách pha loãng theo tỷ lệ 1/50 và chúng ta phun vào cái thùng rác mà có mùi hôi thối ấy. Ví dụ trong từ 30 giây đến khoảng 5 phút, nếu chúng ta thấy hết mùi thì chắc chắn là cái thùng ủ vi sinh này nó hiệu quả rồi. Đặc biệt là khi chúng ta phun vào những chỗ nào mà hôi thối ấy, thì sau 30 giây mà nó hết mùi thì chứng tỏ vi sinh chúng ta hoạt động rất mạnh. Về cái ứng dụng của cái vi sinh này ấy, thì mình xin chia sẻ với các bạn, cái thùng vi sinh này nó có rất nhiều ứng dụng từ trồng thổ canh này, từ cải tạo nước này, từ trồng aquaponics này, xử lý không khí này, làm nguồn phân bón này, làm thuốc bảo vệ thực vật này, rất nhiều các ứng dụng đó. Vì thế các bạn cũng nên tham khảo cách ủ này. Về cái ứng dụng của nó trong cải tạo đất ấy, thì đối với các cây trồng thổ canh ấy, thì chúng ta bà con hay sử dụng là phun tưới vào cái gốc hoặc để cho cải tạo đất. Thì những cái việc cải tạo đất này ấy, thì các bạn sẽ thấy hiệu quả sau 21 đến 30 ngày. Thì sau một vụ trồng cấy thì khi các bạn đã xới đất lên ấy, thì các bạn sẽ thấy cái chất đất nó sẽ khác hẳn luôn. Ngoài cái ra thì nó có tác dụng cải tạo nước. Thì cái tác dụng cải tạo nước này ấy, thì chúng ta áp dụng trong cái hệ aquaponics rất là nhiều. Và trong thủy canh ấy, nuôi cá cũng được. Thì sau khi mình cho vi sinh này vào nước ấy, thì khoảng 30 phút sau thì nó sẽ trong nước trở lại. Và những ứng dụng như trước là mình ở trong các video trước ấy, thì mình có giới thiệu với các bạn là cái ứng dụng về xử lý thối nhũn trong hệ thống aquaponics đó rất hiệu quả đấy. Về ngoài ra thì nó cũng có tác dụng là xử lý không khí, và đặc biệt là xử lý rác này, là tại các chuồng chăn nuôi mà có phân ô nhiễm đấy. Thì chúng ta sẽ pha theo tỷ lệ 1/50, chúng ta phun vào các bãi rác này, các khu toilet này, các khu vực ô nhiễm chuồng trại, rất hiệu quả các bạn nhé. Đó, những gì đấy là mình chứng kiến được. Tiếp theo là nó còn có tác dụng như một nguồn phân bón giá rẻ, chi phí cực thấp. Đó, mà các bạn trồng rau ở trên sân thượng ấy, thì các bạn hãy áp dụng, đó chính là chúng ta ủ rác sinh hoạt để tạo ra làm phân bón. Khi các bạn dùng hỗn hợp vi sinh gốc này, các bạn pha với đổ vào cái thùng rác đã ủ, thì sau 2 ngày thì chúng ta chắt nước ra để làm phân bón được, rất tốt ạ. Ngoài ra nó còn có tác dụng cuối cùng nữa, ứng dụng cuối cùng nữa chính là trong cái làm thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, từ cái vi sinh gốc này chúng ta có thể phối hợp với các thực vật khác, ví dụ như là tỏi, ớt, gừng và các cây có đắng. Đó, chúng ta ủ khoảng 3 đến 5 ngày, chúng ta đã có một cái thùng thuốc trừ sâu sinh học cực kỳ hiệu quả. Cuối cùng nữa, cái vi sinh, thùng vi sinh này ấy, thì mình xin giới thiệu với các bạn là nó có một cái đặc tính rất quan trọng trong nông nghiệp. Nó giúp cho nông nghiệp chúng ta có thể giảm được chi phí. Đó chính là chúng ta có thể nhân nuôi lên được các bạn. Đó, cách nhân cụ thể, cách nhân nuôi như nào ấy, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong cái video tiếp theo. Thì còn ngày hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng là những gì mình chia sẻ ở trên giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.